Rồi tiếp theo là một cây linh sam, cũng là linh sam ghép luôn, ghép 86 luôn nha anh em. Đây ghép linh sam 86 lá nhỏ vô cái gốc cũng như cái gốc kia luôn, cũng là song hình lá chung nó to vậy đó, ghép vô nuôi cũng lâu rồi, năm mấy rồi. Đây cây này cũng quái lắm nha, giá cũng bằng cây nãy luôn, 400 luôn. Rồi quay trên cho quý vị xem nè, đây tỷ lệ đây, rồi để quay mặt sau cho quý vị xem cho nó rõ trước sau gì luôn. Đây là mặt sau nó đây đó, mặt sau nó đó nha, lại đây ở trên quay xuống, rồi quay qua mặt trước trở lại cho quý vị xem lại. Thằng bi này nó vụng về, nó làm cái gì là hư nao cái đổ nó vẫy cái chỗ đó. Rồi mặt trước mặt sau gì đầy đủ hết trơn rồi nha anh em. Cây này là linh sâm ghép 86 nha, 400k nha, không phí vận chuyển nha, xin kết thúc.